Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thi, Giám đốc khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, truyền đạt hướng dẫn giảng viên và sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh về tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp, vai trò của các trường cao đẳng, trung cấp trong hệ sinh thái khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ cho sinh viên khởi nghiệp, phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là lớp đào tạo nằm trong chương trình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2018-2025 do Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh phối hợp với khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.